Mở đầu phim là cảnh chạy nước rút của hai tên cướp trong hầm đường ray. Hắn là Tony, là một tên trộm có khá nhiều tiền, nhiều nhất là tiền án. Tiếp tục diễn biến, khi Tony và đồng bọn chạy nước rút thành công để luồn hai cái xác to con vào một cánh cửa này, thì cũng là lúc tàu lao qua. Khi tới được địa điểm đã lên kế hoạch trước thì hắn bắt đầu dùng kinh nghiệm và những kinh nghiệm thợ hàn bao năm của mình để hàn thủng một nền nhà mà chui lên. Đội của Tony còn thêm hai người nữa, trong đó có một mỹ nhân có khối u vòng một khá nặng nề và một thanh niên có râu quai nón làm bao chị em mềm mệt. Kế hoạch được bắt đầu khi anh bự già làm tài xế chở cô nàng áo đỏ tới sảnh lễ tân bằng một chiếc xe limo khá dài. Cô nàng áo đỏ tiến tới để tiếp cận tay bảo vệ nhằm đánh lạc hướng khiến hắn không chú ý camera. Nhưng sau một hồi bàn bạc về giá thì cô nàng chợt nhận ra tay bảo vệ này là một bác gai. Khi cô nhìn thấy tờ báo chí nam thần khỏa thân mà hắn đang đọc dở ở trên bàn làm việc, biết mình hai trái hạt nhân to đến đâu thì hắn cũng không màng. Cô nàng liền đổi kế hoạch bê cho anh chàng bự con vào để đưa đưa với bảo vệ. Đúng như cô dự đoán, tên bảo vệ đã mất cảnh giác và bằng một cách thần kỳ nào đó, cô nàng đã lên được căn phòng mà Tony và đàn em của hắn đang đợi. Khi Tony đã lắp xong camera để che mắt tên bảo vệ thì lúc này anh chàng bự con vẫn tiếp tục những câu chuyện tắm nắng khỏa thân trên bãi biển. Lúc này mọi thứ đã ổn, Tony bắt đầu lôi những dụng cụ chuyên sâu của mình ra để thực hiện nghi thức trộm két bảo hiểm. Nhưng mà dụng cụ này nó lạ lắm, mang tiếng đi ăn trộm mà dùng hẳn quả tên lửa để phá két, xong cuối cùng gõ cái bục là két mở. Trong khi đó tiếng động rất lớn mà không có ai cảnh giác cả. Không thể kìm sự sung sướng này lại được, Tony và đồng bọn bắt đầu lục tung các ngăn kéo két ra để tìm những viên kim cương đen. Trong lúc tìm những viên kim cương đen thì hắn và đồng bọn cũng lấy được rất nhiều kim cương màu trắng, trong đó có một sợi dây chuyền kim cương rất đẹp. Mọi người nhớ chi tiết sợi dây kim cương này nhé, nó sẽ là mấu chốt để câu chuyện được tiếp tục. Đang lúc cao trào thì tự dưng Tony nhận được một cuộc điện thoại đến từ một điệp viên người Trung Quốc. Mặc dù đi cướp nhưng Tony vẫn bật 4G để anh chàng điệp viên gọi. Tony không biết anh chàng này là ai và có một bí mật rằng đạo diễn cũng chính là người tiết lộ mọi kế hoạch của Tony cho Su biết. Đúng vậy, anh là Su, điệp viên cấp cao của Đài Loan. Su chỉ gọi điện thông báo rằng cảnh sát đang tới. Ở dưới tầng, khi câu chuyện sắp đi đến hồi kết thì cảnh sát tới, anh chàng to bự cũng ngầm hiểu rằng có biến nên cũng chạy tụt quần mà té. Quay lại với Tony, lúc này hắn đang động viên anh chàng gầy rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi bằng một chiếc đấm tay rất ngầu. Nhưng sau cùng anh lại phải chạy một mình. Khi chạy tới trạm tàu trong đường hầm thì bằng một cách nào đó Su đã đứng đó chờ hắn và lẩm bẩm rằng: "Đạo diễn kêu tao đứng đây chờ mày, đi qua từ lối đó qua và đánh mày." Không ngoài dự đoán, khi nghe được những lời đó thì anh thanh niên như nổi khùng lao vào Su nhưng đánh toàn trượt, và kết quả thì anh thanh niên này chỉ việc đứng nhìn Su mang chiếc túi đầy kim cương đi. Còn phía Tony thì hắn đang phải leo trèo lên đầu tàu để trốn cảnh sát cùng người đẹp. Trong lúc đang căng thẳng thì từ đâu đó một nụ cười đầy nham hiểm được vén lên với những chiếc răng trắng dã của Tony. Khó khăn lại chồng chất khó khăn khi chiếc tàu quá nhanh và khiến cả hai rơi đi chiếc túi chứa đầy kim cương. Mất kim cương đã, tức nay vẫn phải gồng mình lên để cứu ả mỹ nhân không rơi ra khỏi tàu. Khi hai người đã an toàn hòa vào đám đông thì lúc này anh Su đang đỉnh đương với chiếc túi chứa đầy kim cương. Sau khi lên xe và đổ ra để xác nhận thì Su lại ngỡ ngàng vì đây không phải loại mình cần. Quá bất mãn với chiến lợi phẩm vừa lấy được, Su quay lại hiện trường vụ trộm, sau đó đòi gặp người phụ trách. Đổi phân cảnh sau khi đã an toàn thì đạo diễn lại tiếp tục hé lộ một phân cảnh có liên quan đến nội dung tiếp theo của phim. Sau khi xem xong phân cảnh này thì mình đã thốt lên vãi lèo: Tony, đúng vậy, Tony đúng là một ông bố của năm. Hắn đã mang đội của mình đi ăn cướp vào ngày sinh nhật của con gái hắn. Và may mắn rằng món quà mà cô con gái nhận được là một chiếc dây chuyền chứ không phải đứng nhìn ông bố của mình sau song sắt. Đúng là được ăn cả ngã nhà nước nuôi. Ngày hôm sau thì lão trùm cuối xuất hiện để thực hiện phiên đấu giá những viên kim cương đen mà hắn đã nhờ Victor giữ hộ nhưng đã bị Tony đã đánh cắp. Vì giá trị của những viên kim cương này rất lớn, kim loại bình thường không thể gây hại tới nó, nhưng khi nó được sử dụng làm vũ khí thì sức công phá gấp 1.000 bom nguyên tử, tương đương có thể thổi bay hai cường quốc Nga và Trung Quốc tính từ vạch phân chia biên giới. Vậy nên nếu thứ vũ khí này rơi vào tay kẻ xấu thì sẽ ra sao? Ngay sau đó, Tony cũng đem số kim cương đen đi nhờ một người bạn xem giúp trên thị trường nó đáng giá bao nhiêu. Nhưng tay xem kim cương này với trình độ ao làng thì không thể xem được thứ đồ xa xỉ và đẳng cấp kia được, nên cũng đành bó tay và cũng nhắn rằng sẽ hỏi giúp Tony. Sau đó Tony cũng lên đường điều tra và tìm được đến nhà tên Victor, nhưng khi đến nơi thì chỉ thấy cái xác của hắn trong bể cá và thấy Su cũng đang ở đây. Chất vấn một hồi thì Tony thấy đây chính là người gọi điện báo cảnh sát lúc hắn đi trộm kim cương, rồi đánh cắp số kim cương trên người đàn em Tony. Nghĩ nó cay ráy lắm rồi nên Tony lao vào đánh trước để lấy thế thượng phong. Vài đường cơ bản giao lưu võ thuật thì ép Su vào góc tường. Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại. Alo, là nghe luôn. Đầu dây bên kia không ai khác chính là tên trùm tìm mua những viên kim cương đen mà Tony đã trộm được ở kho bảo hiểm. Sau một hồi đàm phán thấy không được giá nên cúp máy rồi nói với Su: "Dăm ba cái thằng trùm có mỗi mấy viên kim cương mà cũng rén." Sau đó thì rời đi. Đang trên đường về thì Tony phát hiện mình bị theo dõi. Ngay sau đó anh dùng kỹ năng lái xe thượng thừa học được trên những năm tháng huấn luyện tại các ngõ ngách đường phố ở một đất nước bên châu Á, thành công đâm tai nạn xe mấy thằng danh con. Tony nhảy xuống trong một củi trỏ thần sâu vào giao diện hắn, một thằng thì cứ cầm súng bắn chim mãi chẳng trúng. Tony áp sát định tiễn hắn về với các cụ thì bất ngờ bị chĩa súng vào đầu. Mày chưa lên đạn kia danh con, ta ư tí thì quên, cảm ơn bờ rô. Trong lúc hắn định bóp cò thì Su xuất hiện giải cứu Tony bằng một chai thủy tinh. Và những cú đá như này hoặc như này vào chỗ này và chỗ này, người diễn phụ ngay sau đó khuất phục sau ánh hào quang của nhân vật chính theo sự chỉ đạo của đạo diễn. Hai người cứ thế đánh cho hai tên danh con ra bã, hợp sức đạp thẳng vào trại chó săn. Tôi sống năm nay hơn 20 tuổi đầu rồi mà chưa bị chó đuổi bao giờ. Hãy like video này nếu như bạn đã từng bị chó đuổi, subscribe kênh nếu như bạn đã từng bị chó cắn nhé.
với trí thông minh của Su thì đã thành công nhốt hai chú chó vào xe. Sau khi trở về thì anh đã được báo rằng tay chân côn đồ Chopper đã cướp đi số kim cương đen của Tony. Khi Tony định đi tìm hắn thì tên Linh đã gọi điện tới và hắn nói đang giữ con gái của Tony và đòi Tony giao những viên đá ra. Ngay sau gặp ông bạn thì Su được biết một trong những tên trên tới ăn cướp những viên kim cương. Thì có một tên đeo chiếc nhẫn màu hường được biết hắn hay tới những sàn đấu phi pháp dưới lòng đất. Peter ngay sau đó đã đưa Su tới đấu trường phi pháp nhưng không được vào hết cách. Peter đành nói Su là một pháp sư Trung Hoa nổi tiếng và còn phải hối lộ để được cho vào. Vào tới bên trong thì nơi đây là một đống da thịt. Máu bắn đầy ra sàn đấu, ở đây không có luật lệ đánh tới chết là phương thức mà họ dùng để coi trọng đối thủ lần cuối cùng còn được cảm nhận nỗi đau. Lân la tìm kiếm một hồi thì cũng đến lúc anh chàng điệp viên phải lên sàn để tỉ thí, nhưng Su chỉ né và tìm kiếm. Sau khi tìm được thì Su ra hiệu cho Peter theo hắn rồi Su tuyên bố xin thua. Nhưng ở đây không có luật lệ như vậy, ngay sau đó có rất nhiều võ sĩ lên sàn để bao vây lấy Su nhưng cỡ này làm sao khiến Su sợ được. Tên trọng tài lùn lao vào nhưng Su lợi dụng lão để làm vũ khí đánh lại bọn côn đồ. Một tên lao vào rồi Su đá cho bay ra trong đau đớn. Ở ngoài Peter vẫn đang hò hét đặt cược cho Su và luôn miệng khoe anh chàng châu Á này là bạn anh ta. Ngay sau đó có một tên to cao mặc áo màu đỏ, nhìn có vẻ cơ bắp săn chắc nhưng ngay sau đó đã bị Su đánh trúng hai quả cà chua, khiến hắn đau đớn và đồng bọn của hắn lao vào hội đồng Su. Nhưng Su sau một hồi bị hội đồng quần, thì Su cũng chưa què mà lại còn hạ hết được lũ côn đồ trong mọi ánh mắt ngưỡng mộ của những người ở đó. Và đi ra thì Peter cũng đã bắt được tên đeo nhẫn và đang khống chế hắn ngoài xe limo. Còn Tony với đệ của hắn thì đang tìm cách đột nhập vào phòng riêng của tên chủ quán bar để tìm lại những viên kim cương đen. Ngay lúc này thì cô nàng mỹ nhân hôm nay vẫn mặc chiếc váy đỏ đó. Có lẽ đạo diễn không chi thêm ngân sách cho một con điếm làm cướp thì phải. Màn giao hưởng chuẩn bị được bắt đầu thì hắn nghe thấy phá kết của Tony bằng khẩu gì đó kêu khá to, hắn liền tắt cơn lưng, hất văng cô ả và giận người trông chừng. Tony không tìm được gì liền tức giận đập phá rồi đánh nhau, sau đó bị công an bắt, nhưng Tony đã mở được khóa còng tay và cướp một chiếc xe địa hình trốn thoát. Màn rượt đuổi có 102 này. Và những năm 2003 thì phải nói dưới màn ảnh của đạo diễn Andrzej thì không thể chê vào đâu được. Có những pha rượt đuổi kinh điển, từ ngoài đường cho đến những pha tránh xe rồi né xe cảnh sát, như những diễn viên đến từ Ấn Độ đến cả màn lên tầng và bay từ tòa nhà này qua mái nhà khác và thành công trốn thoát khỏi cảnh sát. Chuyển cảnh tay trùng, tên Linh bắt đầu tìm manh mối về số kim cương đen, nhưng với thái độ có vẻ không mấy hợp tác thì hắn phải khiến Linh đâm ngay càng cua vào cổ thằng đệ của hắn, làm hắn hốt hoảng không kịp hoàn hồn mà phải nói hết những gì mình biết. Lúc này ở phía cô con gái của Tony thì xem được bản tin, cô bé bị nhốt trong một chiếc ô tô ở một nhà kho nào đó rộng như bãi cỏ có thể chân hàng trăm con trâu. Lúc này cô bé đã bị trói chân vào tay, nhưng cô bé đã sử dụng chiếc dây chuyền hàng riêu của mình để cắt đi băng dính cuốn trên tay và chân của mình. Ngay sau đó đạo diễn nói cô phải tìm một chiếc điện thoại nào đó còn một ít pin, tôi cất trong tủ dưới kệ ấy. Và rồi cô bé tìm thấy thật. Cô bé gọi cho cha và miêu tả những chi tiết ít ỏi cho cha về nơi mà cô bé đang bị giam giữ. Và tất cả manh mối thì mình đã nói là một nhà xưởng mà phải rộng thật rộng để đỗ được nhiều trực thăng. Ngay sau đó thì Tony và anh Su điệp viên và đồng đội cũng tìm được nhà kho đó và lặng lẽ tác chiến cùng nhau để đột nhập vào sào huyệt của bọn chúng. Anh chàng nhỏ con này được giao cầm súng bắn tỉa yểm trợ trên cao. Sau khi hạ gục được hai tên gác cổng thì Tony và người đẹp xông vào. Lúc này bên trong, sau khi xem màn trình diễn về sức mạnh tái tạo của chiếc máy thì chúng đang cãi nhau và tranh nhau trả giá để có được chiếc máy, thì Peter lái chiếc xe tăng của hắn phi vào hô tất cả đứng im. Nhưng có thằng lại chỉ khốn kiếp vì hắn không thích đứng im. Sau đó hắn nhân lúc sơ hở và hắn đã tìm được cách cử động cái thân của hắn để tới chỗ cây súng máy. Lúc này thì tên Linh cũng đang thu gom đống kim cương và đầu đạn năng lượng mang đi cùng vệ sĩ, thì Su nhà ta đã chặn lại nhưng lại bị vệ sĩ hắn cầm chân để hắn chạy ra chiếc ô tô. Thấy thế Su liền hô cậu nhấc bắn về phía chiếc ô tô ngay sau khi xử xong tên súng máy. Còn Peter thì lao tới kẹp luôn chiếc xe nát tương, khiến hắn xíu thì bẹp khô. Ngay thời khắc cô nàng sát thủ của Linh sắp hạ được Su thì người đẹp với đôi vòng một nặng nề và vẫn bộ đồ đỏ xuất hiện để cầm chân khiến Su đuổi theo tên Linh để lấy lại số kim cương. Lúc này tên Linh đã khống chế một phi công để chạy thoát. Mới cất cánh được vài mét thì Su xuất hiện sử dụng tuyệt kỹ dùng tay kéo máy bay của võ lâm và câu kéo được thêm thời gian cho Peter lái xe tăng ra bắn vào đuôi máy bay ngay vừa khi hắn định vừa chạy thoát. Chiếc máy bay rơi xuống và đập mạnh khiến hắn trở nên mạnh mẽ hơn. Ở bên ngoài lúc này thì cô con gái của Tony cũng tìm thấy Tony nhưng lại bị một tên côn đồ giam giữ. Tony rút súng dọa hắn rồi hắn trả con gái cho anh rồi lao vào đánh anh được vài miếng thì cũng bị anh đánh cho nhiều đòn ngã từ bên phải sang bên trái. Bên trong thì hai cô nàng không cân xứng lắm về đo ba vòng, vẫn đang tỉ thí xem ai là người linh hoạt hơn thì ăn cô nàng sát thủ ăn ngay một chiêu thâm quầng quanh háng, khiến cô ta đau đớn. Sau đó cô ta nhặt súng và mỹ nhân áo đỏ đã nhanh trí xử lý được, khiến cô ta tự bắn mình kết liễu số phận. Trên sân thượng lúc này, Su và Linh vẫn đang võ mồm về quá khứ để xỏ xiên nhau, thì bỗng dưng mọi thứ im bặt, có cảnh quay trên cao quay xuống hai thanh niên đứng trong vòng lửa mặt đằng đằng sát khí đang lao vào ẩu đả nhau. Tên Linh này chân khá dài, nhưng đá vẫn không kịp Su Đài Loan. Sau một hồi thăm dò và tìm hiểu đối thủ xong thì Su bắt đầu ra những tuyệt chiêu nghiêm túc hơn khiến Linh định ẳng gì đó. Nhưng Su lại giã vào cái họng, sau đó nhét viên đạn năng lượng vào họng hắn và đập vỡ trong cổ họng hắn, thì ngay lập tức có một nguồn năng lượng lan tỏa và ăn toàn bộ thịt trên cơ thể tên Linh. Hắn đã biến thành một chiếc xác khô.
Sau cùng thì mọi người tụ họp lại với nhau để xem tất cả đều ổn không thì cả đội không ai bị sao cả. Tất cả đều bình an là một cái kết đẹp trong một bộ phim đưa chúng ta đi qua nhiều gian khổ của cả nam chính và nữ phụ. Cuối cùng thì vẫn phải đấu tranh cho sự bình yên, chứ không phải vì tiền. Bộ phim đến đây là kết thúc. Các bạn đừng quên để lại một like cũng như đăng ký kênh để đón xem những phim hay nữa nhé. Bye bye!